Em ơi, cho anh hỏi với, cái này của em là bao nhiêu tiền? Anh hỏi cái này ý ạ? Anh hỏi để làm gì thế ạ? Anh hỏi là anh định làm. Ôi dồi ôi, anh định làm á? Ôi, trông anh mẹ lì như thế này cơ, hóa ra là chị em à? Không, anh không. Thế thì em cũng chia sẻ thật nhá. Cái bộ loa này này, em làm hết 100 triệu đấy. Đẹp nhỉ? Em ơi, thế cho anh hỏi với, size này size bao nhiêu? Cái size này là em làm size vừa phải. Thế anh hỏi để làm gì? Anh tính làm đúng không? Không, anh không làm. Thế anh hỏi để làm gì ạ? Anh tính rồi thế à? Không, em ơi. Thật ra là anh tính làm cho vợ anh. Mà anh đang phân vân là không biết nên chọn cái size nào cho phù hợp. Mà bây giờ mình đã mất tiền làm rồi mà loa nó lại không đẹp ấy thì em ơi, em có số điện thoại không cho anh xin, có gì anh không biết ấy thì anh hỏi em và mình tiện liên lạc với nhau luôn được không ạ? Được ạ. Anh này sao rồi? Bác sĩ bảo không làm được ạ. Không làm được á? Thật à? Bác sĩ bảo em bị bệnh về tim mạch nên là sẽ không làm được. Thế còn cách nào khác không? Nếu mà cố thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy ạ. Rồi, ơi là rồi. Người thì đã chả có cái gì rồi mà bây giờ muốn độ loa cũng không được nữa. Chán thế. Thế bây giờ phải làm thế nào bây giờ anh? Còn như nào nữa? Đi về. Nhanh lên. Chào anh. Anh, mình đi thôi. Đi. Này, cái áo độ ngực anh mua cho em đâu? Sao em không mặc? Thôi, mặc cái đấy làm gì? Vừa nóng vừa khó thở. Với em đọc ở trên mạng nhá, người ta bảo mặc cái đấy nhiều là bị về đường hô hấp này, xong rồi lại máu huyết không lưu thông được nữa. Cái gì? Bị nhá. Thằng nào đăng cái bài báo đấy? Mà cô thử nhìn lại cô đi nhá. Người thì mỏng như cái bức tường ấy. Nhìn người đây, nhìn người đi. Có chỗ nào cong không hả? Thì xấu hổ chết đi được. Anh ăn nói hơi quá đáng rồi đấy. Quá đáng á? Tôi quá đáng chỗ nào hả? Tôi chỉ muốn vợ mình xinh đẹp hơn thôi thì quá đáng chỗ nào? Cô thử nhìn mấy thằng nhân viên của tôi đi. Người yêu của nó, đứa nào đứa đấy cũng đồi núi chập trùng. Nhìn lắm lúc á, tôi chỉ muốn xấu hổ không biết chu mặt đi đâu. Chỉ vì tôi lép mà khiến anh xấu hổ như thế cơ à? Đúng. Vậy bây giờ tôi phải làm gì để anh mới vừa lòng đây? Đi vào trong nhà mặc ngay cái áo độ ngực tôi mua cho cô. Còn không thì ở nhà không có đi đâu hết. Này, có thái độ gì với tôi đấy? Alo. Em à. À, anh là cái anh hôm trước xin số liên hệ của em ấy mà. Không biết là bây giờ em có rảnh không? Anh hẹn em một chút được không? Mời em ngồi. Dạ vâng. Thế hôm nay anh muốn hỏi gì em mà mời em đến tận nhà anh thế ạ? Cũng chả có gì cả. Tâm này, em có người yêu chưa? Sao tự dưng anh lại hỏi thế ạ? Bởi vì là anh thích em. Tại vì là anh thích con người của em. Anh thích con người của em hay là anh thích tâm hồn của em ạ? Thế em biết thừa rồi còn gì nữa. Anh bảo này, hay là em làm người yêu của anh nhé.
Chẳng phải là anh có vợ rồi còn gì? Anh ấy cứ đùa thôi. Anh biết là anh có vợ rồi. Nhưng mà anh chán con vợ của anh lắm. Mỗi lần mình nhìn thấy nó, anh chỉ muốn đá nó ra ngoài đường thôi. Còn từ lúc nhìn thấy em ấy, anh cảm thấy là mình có động lực để sống hơn. Động lực thật không đấy à? Với cả nếu mà em quen anh thì em sẽ được gì? Nếu như mà em quen anh ấy thì mỗi tháng anh sẽ đưa cho em 50 triệu. Em chỉ được là đi chơi cùng anh thôi. Và cho anh những cái gì mà em có. Ok, chốt. Chốt nhá. Thế mình bắt đầu luôn hôm nay nhỉ? Làm luôn trong nhà anh ấy ạ. Có sao đâu, nhà anh mà. Trên sofa luôn. Vào đây với anh. Ôi, em rể của tôi. Này, các người đừng đi trong nhà của tôi đấy. Mau cút ra khỏi đây, nhanh. Cái thằng này, mày còn dám lên mặt đuổi với tao đi nữa. Mày nhìn đi, vợ của mày xinh đẹp như thế này rồi ấy, mà mày vẫn dám ra ngoài ăn với cả người khác à? Cái gì? Anh nhìn lại cô ta đi, nhìn lại em gái của anh đi. Có chỗ nào xinh đẹp không? À, người thì xẹp lép, bỏng như cái tường ấy. Không có một tí nước nào cả, thì làm sao mà đáp ứng được nhu cầu cho em? Mày lấy vợ về là để yêu thương, chứ không phải mày lấy vợ về ấy là mày coi đấy là chỗ giải quyết nhu cầu của mày. Mày hiểu chưa? Thì em cũng quan tâm cô ta rồi, em cũng cho tiền để cô ta đi độ loa rồi, nhưng mà cô ta đâu có nghe. Thế thì làm sao mà em chịu được? Anh không chịu nổi tôi, sao anh không nói với tôi một câu mà anh lại đi gây chính trong căn nhà của chúng mình chứ? Đúng là tôi khô khan, của tôi không to bằng của người ta, nhưng mà tôi yêu anh là thật lòng mà. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Bây giờ anh chỉ thích to thôi đúng không? Đúng, tôi chỉ thích to thôi. Thế mày có biết nó làm nghề gì không mà mày yêu nó hả? Em không quan tâm cô ta làm nghề gì, nhưng mà cô ta đáp ứng được nhu cầu cho em thế thôi. Nó làm nghề gì mày cũng yêu? Thế nó bị mày cũng yêu à? Hả? Cái gì? Đúng, nó bị về. Lần trước nó còn dụ dỗ tao để vòi tiền, nhưng mà tao đâu có ngu, cho nên tao không bị sập bẫy. Không tin ấy, mày hỏi nó đi. Này, cô bị nhiễm thật đấy à? Tôi biết mà. Sao cô không nói với tôi ngay từ đầu? Anh không hỏi tôi làm sao mà tôi nói? Anh bảo là tôi muốn làm gì anh cũng kệ còn gì nữa. Bây giờ lại quay sang trách người ta. Thì cô phải nói với tôi từ đầu chứ. Đấy là cái kết cục xứng đáng dành cho anh đấy. Mình đi thôi anh. Ừ, đi thôi em. Giải thoát khỏi thằng này cũng là tốt cho em. Anh ra ngoài trước đi. Chúc mừng anh vì đã lấy được một cô vợ mới tuyệt vời. Em ơi. Tất cả là tặng cô đấy. Anh gạ gẫm tôi trước mà, anh trách gì tôi ấy?